Câu hỏi 5. Sơ đồ pháp lý của tập đoàn và cách thức chứng minh vốn ủy quyền 136 tỷ bảng. Khi cá nhân tôi đã từng hiểu, như tôi đã cố gắng làm trước đây, nó sẽ không dẫn đến kết quả mà cuộc sống thì không đủ để làm điều đó. Và bước tiếp theo. Vâng, trước tiên công nghệ đã được tạo ra, rất nhiều tiền đã được đầu tư vào nó, rất nhiều công việc. Một công nghệ đã được tạo ra mà không có trên thế giới ngày nay, nó hiệu quả hơn. Đây là một công nghệ rất lớn. Do đó, tôi đã chuyển sang những người biết cách định giá tài sản. Đánh giá này được thực hiện bởi những người có giấy phép quốc tế để đánh giá sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, những ước tính này được chấp nhận ở nước ngoài. Tài sản trí tuệ này được chuyển ra nước ngoài bởi vì ở đây, ở Nga, nó hoàn toàn không được đánh giá cao và hiểu rõ. Và bây giờ, tôi không sở hữu tất cả các công nghệ. Nó được chuyển giao cho các công ty được tạo ra theo luật của Anh ở London. Và khi tạo ra các công ty này, quyền sở hữu trí tuệ và quyền đối với nó đã được chuyển giao cho các công ty này. Để hiểu, tài sản này được định giá theo ước tính quốc tế, được phát triển bởi Tổ chức Tài sản Cá nhân Thế giới, nơi có trụ sở chính tại Geneva. Nó không phải là phương pháp của ai đó ở đây. Đây là những phương pháp quốc tế. Họ định giá tài sản này với số tiền 100 tỷ đô, thậm chí hơn 100 tỷ bảng Anh. Và cổ phiếu, đây là những chứng khoán của công ty. Khi tạo ra, công ty được trả bằng tài sản này. Do đó, công ty Eurasian Rail Skyway, công ty được thành lập tại London sở hữu, được đánh giá theo ước tính quốc tế và bao gồm trong các công ty này. Và bây giờ, như đã từng, chúng tôi đang đề nghị các nhà đầu tư đến và lấy một phần của tài sản này. Để làm điều này, có một sự phân phối lại, bởi vì tài sản này hiện đang được định giá thấp. Và do đó ở đây có một thị trường, là một thị trường có cà chua xanh với giá 1 rúp 1 cân, có cà chua đỏ ở mức 100 rúp 1 cân. Và chúng tôi nói, bạn thấy cà chua xanh, tốt, có nhiều khả năng chúng chuyển sang màu đỏ. Hoặc mua, hoặc để chúng tôi cung cấp cho bạn một số công việc, dịch vụ của bạn. Tại sao không lấy số cà chua này nếu nó có giá 100 hoặc 1.000 rúp, phải không? Đó là về cùng một mô hình khi phân phối tài sản đó được trả giữa chủ sở hữu đang chờ và những người đến. Và nhiệm vụ của chúng tôi là để tài sản này trở nên ngang giá, nghĩa là để cà chua xanh chuyển sang đỏ và có giá 100 rúp hoặc thậm chí 1.000 rúp mỗi cân. Sau đó, tài sản này có thể được bán, nghĩa là bằng cách đầu tư, giả sử 1.000 rúp. Bạn có thể nhận được một tài sản lúc này bị định giá thấp nhưng nó trị giá 1 triệu rúp, và trong 2 đến 3 năm, bạn có thể bán nó với giá 1 triệu, hoặc bán một nửa tài sản và nửa thứ hai để nhận lại cổ tức. Bởi vì nó đầu tư vào công nghệ, một công nghệ vận tải đột phá, sẽ được thực hiện trong hàng ngàn và hàng ngàn dự án, hàng hóa, đô thị, tốc độ cao. Và chủ sở hữu của cổ phiếu thông qua công nghệ tham gia vào các dự án này, cuối cùng sẽ sở hữu từng mét, km, cm của những con đường này. Người sẽ đứng 100 năm và làm việc 100 năm vì lợi ích của nhân loại ở các quốc gia khác nhau, trên các châu lục khác nhau, và nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức. Hơn nữa, các dự án cơ sở hạ tầng đã tồn tại hàng trăm năm như Transit. Chúng được xây dựng trong thời đại Sa Hoàng và vẫn đang hoạt động. Do đó, tài sản này sẽ được thừa kế bởi con, cháu, chắt và cháu chắt. Và nó sẽ mang lại cổ tức cho con cháu của các nhà đầu tư.